Sau đây là kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 10 tháng 7 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 7, 5. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7960, 3166, 1159. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1179. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 95520, 74918, 01416, 19663, 64345, 81504, 83192. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 28202, 78521. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 18526. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 67195. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 274887. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 274887.